cam bất ngờ gặp sự cố trên toàn cầu. Theo phản ánh của nhiều người dùng Facebook trên toàn cầu, thì bắt đầu từ 21 giờ ngày 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam, họ gặp nhiều khó khăn khi truy cập vào mạng xã hội Facebook và Instagram. Trong khi đó, người dùng Việt Nam bắt đầu gặp sự cố vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Nhiều người dùng cho biết họ không thể đăng tải được nội dung mới lên Facebook, cũng như không thể viết bình luận hay tải được các nội dung mới trên dòng tin tức, cũng như trên tin của mình nhiều người dùng còn nhận được thông báo lỗi khi thử làm mới lại trang facebook trên trình duyệt web máy tính một vài người dùng đã thử đăng xuất khỏi tài khoản facebook và đăng nhập lại thì nhận được thông báo facebook ngừng hoạt động để bảo trì và không thể thực hiện được quá trình đăng nhập tình trạng lỗi cũng xảy ra với ứng dụng nhắn tin messenger của facebook khi người dùng không thể gửi tin nhắn thông thường cũng như gửi ảnh hoặc file đính kèm thông qua ứng dụng này đáng chú ý bên cạnh facebook thì instagram mạng xã hội cũng thuộc quyền quản lý của facebook cũng đã gặp tình trạng lỗi tương tự trong cùng thời gian và không thể truy cập được. Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của sự cố. Tuy nhiên có vẻ như sự cố này xảy ra trên toàn cầu và người dùng tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố trên Facebook, Messenger và Instagram đại diện Facebook sau đó xác nhận sự cố xảy ra nhưng không tiết lộ lý do cụ thể gây ra sự cố này. Tính đến 1 giờ sáng ngày 29 tháng 11, tình trạng lỗi gặp phải trên Facebook và Instagram đã dần được khắc phục và người dùng đã có thể sử dụng hai mạng xã hội này bình thường trở lại. Tuy nhiên một lượng nhỏ người dùng vẫn còn đang gặp sự cố và chưa thể truy cập vào facebook cũng như instagram một cách bình thường